Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 7 năm 96. Chúng ta nghiên cứu và triển khai về cái phẩm thứ 8 là Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký. Hôm nay là kỳ 20 mà tới được phẩm thứ 8. Vừa rồi chúng ta học về cái phẩm Quá Thành Vụ. Kinh này nó có, nói về thí dụ thì nó có 3 cái phẩm. Một là Tam Sa Vụ, lấy 3 cái thứ xe dê, xe hưu, xe trâu để ví dụ về cái giáo lý mà lẽ ra là chỉ có nhất thừa, rằng mọi người tu là ai cũng thành Phật, vì mọi người, cái chất của mọi người là chất Phật, cho nên lẽ ra chỉ có nhất thừa thôi, tu là thành Phật chứ không có thừa nào khác. Thì cái vấn đề đó được mượn cái ví dụ ở trong cái phẩm gọi là Tam Sa, tức là cái phẩm thí dụ. Một cái phẩm thí dụ thứ hai là Dược Thảo Vụ. Dược Thảo Vụ là cái phẩm này cũng nhằm nói lên rằng Như Lai Thế Tôn ra đời chỉ nhằm cái mục đích là phục vụ và hướng dẫn cho chúng sanh thành đạo vô thượng Bồ Đề, nghĩa là thành Phật hết, chứ không có thành Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát gì cả. Nhưng mà tại vì cái căn cơ, cái chủng tánh của cái hàng nhị thừa, họ chỉ nghe được cái giáo lý của tiểu thừa, rồi họ tu ngang bằng với cái khả năng nhận thức hiểu biết của họ, rồi họ chứng cái quả A-la-hớn, họ chứng quả Bích Chi Phật. Do vậy mà nó có ra, thành ra như là Phật có dạy là Thanh Văn thừa, Duyên Giác thừa và Bồ Tát Đại thừa. Chứ kỳ thật trong cái lúc mà mọi người nghe Đức Phật dạy giáo lý tiểu thừa, trong đó có Đại thừa ở trong đó, vậy mà người nghe không biết, cho nên tưởng như là không có Đại thừa, và tưởng như là những người Thanh Văn là không được thành Phật. Do vậy mà lấy cái 3 cái thứ dược thảo, 3 cái thứ cỏ có tính chất ninh thuốc để ví dụ rằng một đám mưa, nước của một đám mưa, nhưng mà cỏ nhỏ xíu như cỏ chát, cỏ mồng chầu, cỏ chỉ, nó nuôi cái thân nó cũng bằng một thứ nước mưa duy nhất của đám mưa, mà nó chỉ nuôi được cái thân cây cỏ cỏ vậy mà thôi. Rồi cái loại cây mà sống 3 năm, 5 năm, 10 năm như là cái loại cây ăn quả của mình trồng, cây sầu riêng, cây lựu, cây lê, cây mãng cầu, cây chuối vân vân, cái mít. Thế thì cái loại cây mà nó sống 5 năm, 10 năm, 20 năm để nó làm thành cái loại cây ăn trái, thì cũng là hưởng cái nước mưa của một trận mưa đó. Mà nó nuôi cây thuộc về cây bậc trung, và cũng nước mưa của một đám mưa đó mà có những cái loại cây do cái chủng loại của nó mà nó có thể sống tới hàng trăm năm này qua hàng ngàn năm nọ, nó thành những cây cổ thụ ở trên rừng. Thế thì nước mưa là một, mà có cây chủng loại, có lớn, có vừa, có nhỏ xíu khác nhau, là tại do cái giống của nó chứ không phải là nước mưa có khác. Thế thì cái vụ này, cái phẩm Dược Thảo Vụ để nói lên cho mọi người đệ tử Phật biết rằng là lúc nào Phật cũng dạy cho mọi người hướng về cái quả vô thượng Bồ Đề. Còn
mọi người mà tiếp thu khác nhau, cho nên sự tu hành nó đem lại cái kết quả khác nhau, là tại nơi căn cơ chủng tánh vị chứ không phải tại Phật. Đó là hai cái lần nó về dụ. Cái lần thứ ba là quá thành dụ mà ta học vừa rồi đó, rằng là giáo lý của đạo Phật là nhằm dạy cho mọi người cũng đi tới quả vô thượng bồ đề thôi, chứ không có dạy ngừng ở chỗ nào và được cái quả nào khác. Nhưng mà bây giờ người ta đi tới cái vô thượng bồ đề, người ta ngán ngẩm nó lâu nó xa, người ta không kham nổi. Thế thì bây giờ cái người mà dẫn đường đi, giống như là công ty du lịch vậy đó, hướng dẫn đường đi du lịch, mà với những người mà cái túi tiền của người ta nó có cái mức cỡ đi nửa nước thôi, và sức khỏe người ta cũng đi khoảng cỡ nửa nước thôi, chứ đi toàn quốc ta đi không nổi. Thế thì là công ty du lịch này cũng đáp ứng yêu cầu của họ mà chở họ đi từ gần cho tới phần nửa, rồi ngừng ở đó. Ngừng ở đó nếu mà ai khỏe thì sẽ hướng dẫn nữa, còn bằng không thì cũng có thể ngừng ở đó. Cũng gọi là công ty du lịch để chuyên chở người ta đi du lịch. Thì cái phẩm quá thành dụ này để nói lên cái ý nghĩa đó. Lẽ ra Như Lai phải dạy mọi người tu hành là thành Phật, thành vô thượng bồ đề. Nhưng mà bây giờ người ta không đủ sức đi con đường thẳng như vậy. Do đó mà Như Lai là người dẫn đạo, phải quyền biến cho người ta cái chỗ nghỉ ngơi, là cái niết bàn của thanh văn, niết bàn của duyên giác, để cho người ta bằng lòng, người ta tới đó người ta có sự an lạc. Rồi nếu người nào mà đủ sức tiến lên vô thượng bồ đề thì Phật dạy tiếp học giáo lý đại thừa mà tu để mà đi trọn con đường vô thượng. Còn như những người mà cái căn cơ của người ta ngang đó thì dầu sao nữa cũng đưa họ ra cái biển khổ luân hồi sinh tử, ưu bi khổ não, họ được cái niết bàn, dầu đó là niết bàn bậc hạ, bậc trung, chứ chưa phải là niết bàn cứu kính vô thượng niết bàn. Nhưng mà dầu vậy nó cũng là một cái quả phúc, so với phàm phu thì nó hơn nhiều lắm, nó có an lạc, nó có giải thoát thật sự. Do đó mà là nói về cái phẩm quá thành dụ để nói lên là cái niết bàn của thành văn duyên giác của nhị thừa là cái chỗ nghỉ tạm, quá hiện ra để mà nghỉ tạm thôi. Thế thì vấn đề dụ là nó có ba cái phẩm đó, ba cái cấp thí dụ, nhưng mà cùng phục vụ cho cái lý tưởng là nói với mọi người rằng là tu là phải đi tới vô thượng bồ đề thì mới đạt cái mục đích, và mới là đúng với cái nguyện vọng, cái hoài bão của Đức Phật giáng trần để mà hóa độ chúng sanh. Thế thì bây giờ đây là ta học cái phẩm thứ 8 là ngũ bách đệ tử thọ ký. Về vấn đề thọ ký cũng có 3 phẩm: phẩm thọ ký, rồi phẩm ngũ bách đệ tử thọ ký, rồi cái phẩm mà thọ học vô học nhân ký, nó cũng có 3. Vấn đề thọ ký có 3 phẩm, vấn đề thí dụ có 3 phẩm, còn những cái khác ta sẽ nghiên cứu tới, nó cũng có 3 vậy. Vấn đề công đức cũng có 3: tùy hỷ công đức, pháp sư công đức và phân biệt công đức. Bây giờ đây là nói về vấn đề thọ ký nữa nè. Nhắc lại đại chúng để ý học về thọ ký, ta không phải mừng rằng là được Đức Phật quan tâm thương xót mà thọ ký, rồi ta mừng ở nơi cái sự thọ ký đó. Không phải. Mừng như vậy là lỗ lã, là thiệt thòi dữ lắm. Mà học cái phẩm thọ ký là phải lưu ý, đây là một cái nguồn giáo lý độc đáo, đặc biệt, chỉ riêng có của Đại Thừa Phật Giáo mà thôi.
chứ không phải là mình nghe thì mình mừng rằng là được thọ ký vậy là mình mừng, nhiêu đó là cạn cợt lắm. Mà phải thấy rằng là cái tính chất thọ ký đây á, nó quan trọng ở cái chỗ là nhằm nói lên mọi người là Phật. Mọi người là Phật, cái bản chất của mọi người là chất Phật. Mà chính vì mọi người, bản chất của mọi người là chất Phật, cho nên Phật mới thọ ký đây. Chứ nếu như mà cái chất của mọi người không phải là chất Phật thì Phật không hề dám thọ ký đâu. Bởi vì Phật không có quyền vẽ bùa, vẽ phù, vẽ phép làm cho ai được chứng quả hết thảy. Mà tại vì cái chất của mọi người là chất Phật, mọi người có khả năng thành Phật. Còn cái chất của mọi người là chất Phật, cho nên mọi người đã thành, mọi người đã thành Phật. Nhưng mà vì á, bị cái vô minh nó che lấp bên ngoài, cho nên hiện giờ mọi người không, chưa phải là Phật. Dù chưa phải là Phật, dù là phàm phu, nhưng mà cái chất Phật của họ vốn là chất Phật. Do vậy cho nên là hướng dẫn cho họ phương pháp tu hành thì ai cũng có thể thành Phật. Do vậy cho nên Như Lai mới dám thọ ký. Dám thọ ký là vì cái chất của mọi người tự họ có chất Phật rồi. Chỗ đó đó, cái mà quan tâm đặc biệt là ở cái chỗ đó, chứ không phải mẹ là nghe Phật thọ ký cho mình. Trong đó có hàng hữu học vô học, trong đó có mình ở trong rồi mình mừng. Không phải, mừng là mừng ở cái chỗ mọi người là Phật. Đây là cái hệ tư tưởng độc nhất, chỉ có Đại Thừa mới có. Thì tôi nhắc lại là 12 bộ kinh đó mà, Tự Thuyết, Phương Quảng và Ký Biệt, ba cái bộ loại đó chỉ có Đại Thừa mới có học. Còn Tiểu Thừa, người Tiểu Thừa thì nghe nổi và học nổi có 9 bộ kinh mà thôi. Còn Đại Thừa thì học 12 bộ kinh. Bây giờ ta bắt đầu. Phẩm Ngũ Bách Đệ Tử Thọ Ký, tức là thọ ký cho 500 đệ tử ở vào cái quả vị sanh văn. Ông Phú Lô Na sau khi nghe Phật nói về những phương tiện tùy cơ thuyết pháp, lại nghe Phật thọ ký cho các vị đệ tử lớn, rồi lại nghe cái việc mà nhân duyên đời trước và sức tự tại thần thông của chư Phật, trong lòng hớn hở bèn quỳ gối đảnh lễ Phật và bạch rằng: Như Lai Thế Tôn thật là hy hữu, làm việc khó làm thuận theo tâm tánh của vô lượng chúng sanh mà thuyết pháp cứu vớt. Chúng con không thể dùng lời nói tuyên bày cho hết công đức của Thế Tôn, nhưng xin Thế Tôn biết bổ nguyện trong thâm tâm của chúng con. Lời ông Phú Lô Na nói cho chúng ta để ý, chúng con không thể dùng lời nói tuyên bày cho hết công đức của Thế Tôn. Cho nên chúng ta đừng có khen Thế Tôn, đừng có tán thán. Tán thán cách nào cũng không có hết được cái công đức. Cho nên là mình tán thán Như Lai á, thì chẳng khác nào mình nói rằng nước ở trong một cái ao, một cái hồ mà mình cho là nước biển, nhìn thấy cái, chẳng hạn như cái hồ Tây ở Hà Nội, mình cho là lớn, mình cho là nước biển cũng vậy, khen ngợi cái sức lớn lao của biển, thì thiệt thòi cho biển cả không biết chừng nào mà kể. Cho nên cái mà Như Lai mà dạy cho chúng ta tu học á, cho các đệ tử tu học đó, nó ít như cái đất mà nghe là lấy cái tay mà quào vậy nè, đất dính trong móng tay á. Còn cái trí tuệ Như Lai á, nhiều như cái đất của đại địa, thì mình làm sao mình khen ngợi cho được, khen cho hết được. Nó có những cái sâu sắc, cái nhiệm màu ở trong cái
cái vô kiến đảnh tướng mà tôi đã có nói với đại chúng đó, Như Lai Thích Ca Phật đó, có một bộ dị thường, cho nên nó có cái trí tuệ mà vượt ra người thường. Thành ra người xưa người ta gọi là cái vô kiến đảnh tướng, cũng gọi là cái nhục kế, gọi là cái bướu thịt. Chứ kỳ thật ra phân tích theo khoa học ngày nay chắc chắn không phải là bướu thịt, mà là có bộ óc dị thường. Người mà có bộ óc mà khoa học nói nó có nhiều cái chất xám thì người đó thông minh vượt qua người thường. Mà thông thường là cái bộ óc có nhiều chất xám đi nữa, óc to óc lớn có nhiều chất xám đi nữa, là cái đầu người ta cũng chưa có khác, không có khác với người thường, mà nó đã có những cái chất xám nhiều ở trong nó khác như vậy là nó đã thông minh rồi. Còn ở đây cái đầu của Phật là chúng ta thấy trong hình tượng đó, nó làm như hai tầng, nó gần như hai tầng, nó có lưng cao, thì trong đó có thể là cái bộ óc dị thường, bộ óc phi thường, cho nên là cái trí tuệ cũng phi thường. Rồi nó khen ngợi không có hết. Những cái điều mà Phật dạy cho chúng ta là những cái điều thiết thực để mà hóa giải, chuyển qua những cái phiền não vô minh, để cho nó vượt ra cái sự khổ đau trong cuộc sống của mọi người trong đời sống thôi. Còn những cái mà Như Lai biết thì vô cùng vô cực. Phật bèn nhắc công phu tu hành của ông Vú Lâu Na ở các tiền kiếp, rằng ở 90 ức Đức Phật thuở quá khứ, Phú Lâu Na từng hộ trì phù trợ tuyên bài chánh pháp của Phật. Ông là người bậc nhất trong số người thuyết pháp thuở đó. Về cái nghĩa không của các pháp, ông thông suốt tận tường, đầy đủ bốn cái trí vô ngại, thường hay suy gẫm sâu xa, nói pháp thanh tịnh không chỗ nghi lầm. Tuy ông đầy đủ việc làm của Bồ Tát, mà người thời bấy giờ đều hiểu ông là thanh văn thật. Chỗ này tôi nhắc cái đại chúng hoài đó, ông Phú Lâu Na ngày nay mà Phật khen là thuyết pháp đệ nhất, thì ở đây Kinh Pháp Hoa này Phật cũng cho biết rằng chính ức Đức Phật Phú Lâu Na cũng đã từng là người thuyết pháp về cái nghĩa không, giỏi về cái nghĩa không của vạn pháp thông suốt, đã từng phục vụ giáo hóa giúp đỡ cho chư Phật mà thuyết pháp độ sinh từ lâu đời chứ không phải là mới. Do vậy cho nên là cái vấn đề sống chết tất cả chúng ta đều phải hết sức ý thức cho rõ rệt, đừng bao giờ sợ. Mà hôm trước chúng ta học tiếng đạo ca mà Quyền Giác cũng đã làm được cái ý tưởng của Đại Thừa. Quyền Giác gom cò trọn trong cái câu kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định chỉ. Nghĩa là chúng ta sanh và tử, tử và sanh, mờ mịt, không biết đầu mối bao nhiêu mà nói cho hết được. Sinh tử du du vô định chỉ, nó không có ngừng. Dám nói như thế, dám xác định là chúng ta đã từng sinh tử vô số lần, vô số kiếp, chứ không phải là mới đây đâu. Bằng cớ đem đức bổn sư của mình ra mà gọi là chứng chuyển à, giống như thuyết pháp gọi là chứng chuyển, như là để chứng minh. Ngã sư đắc kiến nhân đăng Phật đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Bổn sư ta kể từ khi mà gặp Phật nhân đăng thọ ký, sau này ông sẽ thành Phật Hiểu Thích Ca Mâu Ni. Từ cái lần thọ ký đó cho tới ngày nay cũng trải qua cái số kiếp không nghĩ lường.
Bây giờ đây bốn sư ta, thầy ta mới thành Phật đây, thì điều đó chẳng phải là sanh tử du du vô định chỉ đó sao? Đức Phật ta cũng vậy và chính chúng ta cũng vậy. Bây giờ đây ta đọc cái đoạn này đây thì Phú Lâu Na cũng vậy. Rồi thấy người mà gắm đến ta thì chúng ta đây cũng vậy, cũng sanh tử du du vô định chỉ. Do vậy cho nên cái vấn đề xác định gọi là nhận thức chân lý, gọi là thể nhập chân lý, là phải xác định cái lẽ thật của cuộc đời là vấn đề hãy có sanh thì cả có, rồi thì có bệnh, rồi thì có chết, và đừng bao giờ sợ. Cho nên cái vấn đề sanh á, tôi nhắc tới nhắc lui hoài, nghĩa là có những vị mà cần phải tư duy đó. Đây nè, cái hoa này mình thấy nó xanh này giống như là mới có chừng tháng nay vậy đó chị. Cái loại hoa này nở lâu lắm, có khi cả tháng đó. Thế thì là giả sử mình cho nó là nó nở hôm đầu tháng 7, đầu tháng 6 âm lịch đi cho nó gọn, nói theo kiểu Việt Nam, hôm đầu tháng 6 mà bữa nay là gần rằm tháng 6, nghĩa là 2 tuần rồi. Thế thì là dưới con mắt thông thường của mọi người là cái hoa này nó mới xanh, nó mới trổ hôm mùng 1 tháng 6 tới nay. Bữa nay nó còn được 2 tuần rồi đó. Nhưng mà thật sự nó đâu phải mới xanh ra hôm đầu tháng 6. Nếu nó không có ở trong cái cây phong lan trước đây cả năm thì làm sao hôm đầu tháng 6 nó có? Và cái cây phong lan mẹ để sinh ra nó là trước đây cả năm, chứ còn những cái gen, những cái giống của nó trước đây là cái bằng sinh tử du du vô định, vô định chỉ đó, không có cái ngằn mé, không có cái đầu mối. Do vậy cho nên là nhìn giảng pháp thấy nó sanh, chứ mà sanh mà bất sanh, bất khả thuyết, nói không có được. Nó sanh hồi nào nói không có được. Mà sự sanh tử của nó đó, trong khi nó hiện hữu vậy nè, nó hội tụ cả tất cả những cái dữ kiện ở trong cái vũ trụ này đều có ở trong cái hoa này. Và cho tới nào mà cho tới nửa tháng sau mà cái hoa này tàn đi nữa thì cái những cái chất liệu mà nó tan biến ra đó nó cũng trả về trong dữ kiện trong cái vũ trụ này, hồi đó đã kết tụ thành ra nó. Do vậy cho nên nó còn mãi, nó không có mất, và nó cứ nó sanh mãi và tự mãi, không hề mất, không hề mất. Bây giờ nó là hoa, ít bữa nó là rác, thì cái rác rến đó nó thành ra phân. Cho nên những cái người làm vườn đó, người mà làm vườn giỏi đó, những cái rác rến nó biến lại thành ra hoa. Rồi từ cái hoa này ấy, ít bữa nó thành ra rác rến, chất thành đống rác rến, là ta ủ cho nó quay đi, nó quay ra thành phân trở lại, thì rác rến nó thành ra hoa. Cho nên vấn đề sanh tử là phải xác định như thế để cho chúng ta không sợ đó, mới gọi là thấy được chân lý đó nha. Mà đó là chân lý mà chúng ta không nhận thức được, mà chúng ta cứ sợ mãi là chúng ta coi như không hề chuyển hóa được cái sự đau khổ của nội tâm. Để ý chỗ đó, Phú Lâu Na này. Mà theo lời Phật dạy thì Phú Lâu Na bây giờ vẫn còn ở trong 10 phương quốc độ, vẫn hộ trì chư Phật để mà hoằng hóa chánh pháp, chứ không phải là Phú Lâu Na không còn. Nhớ cái đó mới là đem lại sự an lạc đó. Cho nên làm thì làm tất cả, mà đừng có đam mê, đừng có luyến ái, đừng có khổ đau trong khi mà phải chết. Nếu cần chết, tới lúc đó chết là cứ thoải mái mà chết, mới gọi là người tỏ ngộ chân lý. Còn mà nghe nói tới chết, tới bệnh mà run sợ, mà khổ đau, coi như chân lý không tỏ ngộ. Mà cái chân lý nó tác động vào cái bản thân mình là thiết thực nhất,
gần gũi cho bản thân mình mà mình còn không nhận thức được thì mình nhận thức cái gì? Sự vật bên ngoài cũng vậy, nó cũng sanh cũng trụ cũng diệt, diệt y như bản thân vậy. Mà bản thân nó là cái gần gũi của mình nhất mà mình còn không tiếp nhận nó được thì mình còn thấy được cái gì, biết được cái gì nữa chứ? Cho nên cái đó là tôi cho rằng điều quan trọng. Bây giờ thì tôi không có chịu nói cho hết kinh nữa đâu. Tôi muốn nói những cái mà đại chúng nếu mà đủ duyên thì chúng ta nghe những cái như vậy. Chứ còn nói cho hết kinh thì tôi không cần. Kinh chừng nào mà hết. Kinh là cái gì? Kinh là nhìn cỏ cây hoa lá trời mây non nước, tất cả đều phải là kinh. Chứ không phải kinh là nói bao nhiêu ở trong cuốn sách này đâu. Chừng nào mà chúng ta học Phật mà chúng ta nhìn trăng, nhìn sao, nhìn lá cây đông đưa, nhìn con chim kêu, con ve ngâm, con dế gái, con gà gái, là tất cả âm thanh và tất cả những cái hiện tượng trước mắt mà ta nhận thức nó mà đúng với cái chánh pháp á, đúng với có tư duy á, có thiền định, có tư duy á, ta thấy được cái nhiệm màu của vạn pháp á, thì tất cả vạn pháp đều là kinh hết. Không có đi đâu không có kinh để tụng, không có đi đâu không có điều kiện để chúng ta giác ngộ, chúng ta tỉnh thức. Cái đó mới quan trọng. Chỉ cần kinh mà nói cho hết cuốn thì không có nhầm gì. Người ta biết ăn mía là vấn đề quan trọng, là người ta chấp ta lấy cái nước đi, chứ còn ăn mà nuốt cả xác thì nó càng chết thêm chứ đâu có được cái gì. Cho nên cái hiện tượng Phú Lâu Na này suy gẫm thấy rất là hay. Nó làm cho chúng ta phải tỉnh thức. Mà không tỉnh thức thì thôi không còn gì nữa để nói. Còn như tôi nói đó, cái điều mà tôi nói đó nghĩa là biết học kinh rồi thì nhìn trăng thanh mây bạc, nhìn gió thổi, nhìn mây bay, nhìn lá rụng, nhìn hoa rơi, nhìn gió thổi đông đưa những cành cây, nghe những tiếng dế chim kêu, dế gái ha, đều là thành kinh. Là cái đó đâu phải tôi đặt ra mà tôi diễn đạt. Diễn đạt một của người xưa, người ta đã đạt đạo rồi, người ta nói ra là Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian và cái người mà có tỉnh thức, mà có giác ngộ tí là nhìn vào sự vật hiện tượng trên thế gian này mà người ta thấy đạo đó chứ. Chứ đâu có phải là rời bỏ cái thế gian này để đi tìm đạo lý ở nơi chỗ nào khác xa lạ gì đâu. Ly thế mít bồ đề khắp như cầu thố giác. Rời bỏ sự vật hiện tượng trước mắt này mà đi tìm cái đạo bồ đề, cái đạo giác ngộ ở đâu xa xôi, sâu thẳm gì đó. Là giống như cái người mà đi tìm lông rùa và sừng thỏ, là cái thứ mà vĩnh viễn từ xưa tới nay không bao giờ có. Cho nên để ý cái đó. Ông Phú Lô Na thì bên ngoài thì ai cũng thấy ông là thanh văn, nhưng mà bên trong người ta gọi là cái hành động của ông là Bồ Tát. Mà cái danh từ của Phật giáo ta gọi là nội bí Bồ Tát mà ngoại hiện thanh văn. Ở bên trong cái chất của người ta là cái chất Bồ Tát. Việc làm của Bồ Tát, tư duy về cái trình độ trí tuệ thì là Bồ Tát, nhưng mà bên ngoài hiện thanh văn không có làm, không có đề cao mình để cho nó gần gũi với người thường như bình thường. Các tỳ kheo ở vào thời bảy đức Phật quá khứ, Phú Lô Na cũng là bậc nhất. Phật gọi các tỳ kheo, Phật bảo này các tỳ kheo ở vào thời bảy đức Phật quá khứ, Phú Lô Na cũng là bậc nhất trong hàng người nói pháp. Trong tương lai, ông cũng là người bậc nhất và hộ trì truyền bá chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Giả về cái lý không, nhắc lại về ông Phú Lâu Na giả về cái lý không là đã chúng để ý đó nha. Đây nè, đây là ta gọi là hoa lài nè, hoặc là đây là gọi là phong lan nè,
rồi cây tàu bà nè, đây gọi là cái môn nè, thì các vị để ý dựa vào cái hoa này nè mà hiểu về cái lý vạn pháp giai không của đạo Phật đây. Tôi nói nhiều lần rồi đó, cái hoa này là cái người mà học đạo mà muốn hiểu được cái lý không của hoa này là phải nhìn cái hoa này, phải tư duy nhận thức rằng trong cái hoa này có mặt trời. Vì nếu không có mặt trời là không hề có cỏ cây sinh trưởng được trên cõi đời này, mà cỏ cây sinh trưởng được là do có mặt trời. Thế thì mặt trời là cái, đây bây giờ ai cũng thấy mà mặt trời không có cái hoa, không có cái chất hoa ở trong mặt trời. Nhưng mà không có mặt trời là không có hoa này. Mà hiện giờ ai ra nhìn ngoài mặt trời cũng không có hoa ở trong mặt trời. Vậy mà bắt buộc cái người tu thiền tư duy là thấy rõ rằng trong cái hoa này có mặt trời, và trong hoa này có đám mây mưa, trong hoa này có nước, trong hoa này có biển, trong hoa này có không khí, trong hoa này có đất, vân vân. Những cái không có chất hoa vậy mà gom lại những cái đó, nó lại duyên khởi, nó sanh ra, sanh ra hoa. Thế thì chẳng phải hoa này là cái nguồn gốc của nó là sắc chẳng khác không? Nhưng mà trong cái không đó, trong cái mặt trời đó, trong đám mây đó, trong cái sấm sét đó, trong cái hơi nước đó, hoặc là trong biển cả đó, có biển trong này nữa, bởi vì hơi nước của biển bốc lên mà, thì sắc này nè, sắc tức là hoa này này chẳng khác không? Không chẳng khác hoa. Hoa là từ nó cái chất không có hoa mà nó có hoa, tức là hoa này tức là không, mà không rồi thành ra hoa này, không tức là hoa. Cho nên gọi là cái nghĩa không của đạo Phật là vậy. Chứ còn mình hiểu sai là mình tưởng tượng rằng là cái chùa này trở thành không, trống lỏng coi như không có, không cần hiểu như vậy. Mà cái chùa này là từ là cái chất không có chùa mà làm thành ra chùa. Từ chất không có chùa là trong đất có chùa không? Trong đất không có chùa. Nhưng mà nếu không có đất lấy gì làm gạch? Trong đá có chùa không? Trong đá không có chùa. Nhưng mà nếu không có đá thì không làm ra được chùa. Trong cát sông Đồng Nai có chùa không? Nếu mà sông Đồng Nai cát có chùa thì chùa hằng hà sa số dưới sông Đồng Nai. Nhưng mà nếu không có cát sông Đồng Nai thì cũng không làm ra chùa này được. Trong nước có chùa không? Không có chùa. Nhưng mà nếu không có nước thì không làm sao trộn hồ để mà xây thành cái chùa được. Trong sắt có chùa không? Không có chùa. Nhưng mà nếu không có sắt thì là cũng không có đúc làm cái chùa này được. Rồi trong sắt lại có cái gì để làm ra sắt. Rồi trong cát, trong đất cái gì để làm ra cái đất, cái cát, cái gạch, cái nung đó. Trong lửa có chùa không? Mà không có lửa thì không làm ra chùa được. Bởi vì không có lửa là làm sao hầm gạch, để dân gạch cứng mà về mà xây đây. Không có lửa thì làm sao mà hầm để chất lên ke để mà làm xi măng. Nó ra những cái chất đó. Do vậy cho nên là tất cả từ những cái chất liệu không có chùa mà nó duyên khởi, nó làm ra chùa. Rồi từ chùa không gian thời gian nào đó nó tự hủy diệt, nó trả về cho những cái đất nước, cái gió, cái lửa, những cái mà dữ kiện nó nãy giờ đâu trả gì đó. Thế thì cái ngày nó hoại đi nữa chứ cũng có mất đi ngày nào. Chẳng qua là duyên tan rã thì gọi là diệt, duyên đủ điều kiện hội tụ gọi là sanh. Thành ra là hiểu cái tính chất không của vạn pháp là như vậy đó. Nhận thức được cái lý duyên sanh của vạn pháp
Do vậy cho nên là đã là duyên sanh thì nó không có vĩnh cửu, nó không có tồn tại được. Do vậy cho nên con người cũng là một thứ duyên sanh, thì sanh già bệnh chết là chân lý, sanh trụ dị diệt là chân lý, thành trụ hoại không cũng là chân lý. Cho nên mới nghe bên Trung Quốc nè, ngoài Bắc nè đang bị bão tố nè, Trung Quốc chết bao nhiêu chục người, bao nhiêu trăm ngàn người khổ sở, tá nhà cửa rồi sập mất đấy chứ. Mình nghe mình biết đấy chứ. Nhưng mà hiểu được chân lý rồi đó, thì cái chuyện mà hỗ trợ cứu giúp tùy điều kiện, mình có thể cứu giúp hỗ trợ. Nhưng mà cái chuyện mà gọi là đau khổ cái cứu nào đó là không có đau khổ được. Đau khổ không đúng chân lý, mà phải chấp nhận cái chân lý đó. Nó đến bất cứ ở đâu và bất cứ ai, chứ nó không có thương người nào, nó cũng chẳng có ghét người nào. Vì đó là cái quy luật chuyển hóa của sự vật hiện tượng, nó phải đi như vậy thôi à. Thành trụ hoại không, sanh trụ dị diệt, sanh lão bệnh tử. Đó là vấn đề gọi là chân lý, đó là lẽ thật của cái hiện tượng vạn hữu trong cõi đời này. Mà phải xác định được cái đó thì mình mới có nhẹ nhàng, mới có an lành trong cái cuộc sống. Bằng không mình có đau khổ đi nữa cũng vô ích thôi. Không nhận thức được cái chân lý đó, có đau khổ nữa chỉ là vây vo, rốt cuộc là không có được cái gì hết. Cho nên học cái đạo Phật là học cái giáo lý để nhận thức chân lý, nhận thức chân lý để mà hóa giải những cái đau khổ mà không cần thiết phải có. Cho nên thật sự mà học giáo lý Phật kỹ rồi đó, nó thành ra gọi là cái người có trí tuệ đó, nó có một cái cách sống tự chủ tự tại. Cho nên Đức Phật của chúng ta gọi là đấng pháp vương, là vua của các pháp, đối các pháp tự tại. Tôi nói thí dụ như giờ chúng ta về đây nè, mà chúng ta không có học Phật đó, ha, thì còn cha còn mẹ còn ông bà ha, không cung phụng, không kính quý, không thương yêu, bạc đãi phủ bằng với cái người lớn tuổi tuổi già, rồi để chờ cái ngày chết rồi đó, ô giả đò khóc, giả đò khóc một cách thấy thảm thê ghê gớm lắm, khóc cho tới nỗi như là phải đi xin tre đi mua trúc về mà chống. Thiết là tôi nói người ta làm nó dối trá, chịu không nổi. Cho nên là cỡ như con mắt của tôi giờ tôi nhìn tôi chịu không nổi. Rồi còn hồi xưa nếu mà thật sự người ta thương cha mẹ là ta mặc cái vải to xấu đó nha, ta mặc luôn 3 năm rồi ta cất lều ta ở bên mộ á. Đó là cái kiểu của nhà nho. Mình bây giờ cũng mua vải the về bận có 3 ngày hà, bận rồi mua gãy đồ chống đàng hoàng, làm cái mũ ở trên cũng bằng vải the có 3 ngày hà. Rồi thì tới ngày thứ tư thứ năm là đi chơi ngoài chợ, nghĩa là mặc sang trọng rồi nhậu nhẹt rồi chơi bời thoải mái bình yên vô sự. Vậy mà làm chi cho tốn cái vải kia, tốn cái người mai gấp rút trong cái lúc để tan chứ. Thành ra không có thật gì hết trơn. Mà học Phật thật sự rồi đó, không thèm làm vậy đâu. Tôi thương cha mẹ tôi là tôi phải kính quý cha mẹ tôi còn sống đây nè, công ơn sanh thành dưỡng dục đây nè, tôi nuôi con của tôi bây giờ nó cực cỡ nào là cha mẹ tôi nuôi tôi cũng cực cỡ đó đó. Bởi vì thánh nhân người ta dạy rằng dưỡng tử phương tri phụ mẫu ân, ai có nuôi con cực khổ với con thế nào thì nên nhìn cái cực khổ đó mà nhớ lại cái cực khổ của cha mẹ mình đối với mình, mà bằng cái khả năng của mình mà giữ gìn cái hiếu thảo để mà cung phụng, mà cúng dường, mà tạo cái điều kiện cho cha mẹ bình an lúc già. Đừng có tủi thân, đừng có đau xót vì cái tình thương rơi rớt của những cái đứa con cháu mà nó không có đến xỉa gì cái người già đó. Thế thì làm cho nó tròn cái lúc mà cha mẹ còn sanh tiền á, thì cái lúc chết nghĩa là ai hỏi nào bà già tối nay bà đi rồi, hỏi nhiêu nó 80 70 79 đi rồi. Rồi là cứ sắm sửa đàng hoàng mà đem đi làm đám gọn ghẽ mà không khóc cũng được, không có gì bất hiếu hết. Bởi vì nó là cái chân lý mà,
Không có khóc, không có giả đò khóc. Không cần giả đò. Nếu cần cười cũng cười được. Vì ông già tôi năm nay 70, 75, 80 vậy đó. Ông đi rồi là ông khỏe thôi. Chứ còn lớn quá mà còn ở trên đời này không có gì sướng. Mà cái mức thông thường của nhân loại đã quy định vậy. Trên 60 là coi như là đã chấp nhận cái cuộc đời cần phải chết. Không có gì gọi là thương tiếc. Thế thì chân lý nó như vậy. Cái đó là cái khó làm đó. Chứ còn cái khóc giả nhiều chịu không có được. Học Phật rồi thấy cái khóc giả không có phụ mà thương được. Thấy biết giỡn rồi thương sao nổi. Cái chân lý tầm thường vậy không biết thì còn thương cái nỗi gì. Thì lấy ai đâu, lấy cái gia đình của mình thôi. Ông nội bà nội, ông ngoại ngoại còn không? Rồi. Rồi ông có mà có không, sao mà sao còn không? Đâu có ai mà còn được. Thế thì là cha mẹ mình cũng phải tới cái ngày chết rồi chết bình thường. Kể cả mình chưa chắc tuổi bằng cha mẹ được 70, 75 nữa à. Cho nên đâu có chuyện gì. Cho nên là tiếp thu chân lý rồi tập cái kiểu sống của đạo Phật. Sinh tử du du vô định chỉ, không có mất. Sanh không phải mới sanh, và chết không có hay mất. Mà cái người học Phật là phải thường tư duy, phải tỉnh thức. Chứ còn không ta nghe chân lý có khi ta thấy hay lắm, nhưng mà cái bằng hốt giác rồi hốt mê à. Chính cái chỗ đó hơn nhau, có hơn nhau không là ở chỗ ta duy trì cái giác tánh đó nó được nhiều giờ trong ngày so với cái người mà có thể nó giác giây phút ngắn rồi nó mê trở lại. Thành ra cái đó là cái khó, mà hơn nhau không là ở cái chỗ duy trì được cái nhận thức, cái tính giác ngộ của mình được nhiều giờ trong ngày, được nhiều ngày trong tháng, được nhiều tháng trong năm. Thành ra là học Phật có cái nhìn khác. Học Phật mà già dặn tôi luyện, người đó có cái nhìn khác hơn người thường. Tôi mà tôi đi đám mà tôi thấy mấy vị lớn tuổi rồi mà cha mẹ khóc, cha mẹ qua đời mà khóc rung ra rung rứt đó, tôi nói thật á. Người thế gian là cái chuyện người ta chưa có hiểu chân lý, ta chưa học Phật là còn mình không có đến nỗi gì mình phải cười, mình phải buồn người ta được ha, vì ta chưa có học mà. Còn ở đây mà thượng tọa cũng rồi mà khóc rung ra rung rứt là tôi cho rằng là biệt bẩm á. Biệt bẩm mà khóc để móc túi bổn đạo, để mà cúng, để mà dư tiền xài á. Tôi còn nói vậy lẫn á, mà đều không dám nói ra tao quýnh chịu à. Chứ khóc cái gì? Cái đạo lý vô thường nhưng mà không hiểu thì còn hiểu cái gì? Mà trong cuộc đời tôi đã gặp cái đó không phải là ít lần, gặp nhiều lần rồi. Trong bụng đi tới đó dữ mà buồn trong bụng lắm, buồn trong bụng lắm. Nhưng mà vì một cái lẽ nào đó phải đi, phải tới, phải có mặt vậy thôi. Chứ cái kiểu đó là buồn trong bụng lắm. Anh học cái gì? Anh làm tu sĩ cái gì? Cái đạo lý vô thường như vậy mà anh không biết. Ông Phú Lô Na, trong tương lai ông cũng là người bậc nhất hộ trì truyền bánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn xây dựng cõi Phật thanh tịnh mà Phú Lô Na thường tinh tấn giáo hóa chúng sanh lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng kiếp sau Phú Lô Na sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh lấy. Ông Phú Lô Na, trong tương lai ông cũng là người bậc nhất hộ trì truyền bá chánh pháp của vô lượng vô biên chư Phật. Vì muốn xây dựng cõi Phật thanh tịnh mà Phú Lô Na thường tinh tấn giáo hóa chúng sanh lần lần đầy đủ đạo Bồ Tát. Nhờ đó mà qua vô lượng kiếp sau Phú Lô Na sẽ thành Phật, hiểu là pháp minh lấy hằng sa tam thiên đại thiên thế giới làm thành một cõi Phật. Đấy, vẫn thành Phật được. Vì là mọi người, cái chất của mọi người là chất Phật. Cho nên Phú Lô Na nhiên là sẽ được thành Phật.
Và còn nhiều người nữa cũng được thành Phật hết, là tại vì cái đó là cái chân lý, chứ không phải vì lòng thương của Phật Thích Ca nói như vậy mà Phú Lâu Na mới được thành Phật. Không phải. Cõi Phật đó lấy bãi báo làm đất cõi nước bằng phẳng như mặt bàn tay, không có núi đồi khe rãnh gò nõng gồ ghề. Đài thất bảo dãy đầy, cung điện của chư thiên gần với hư không, trời người giao tiếp nhau và đều thấy được nhau, không có ba đường ác, tức là không có địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, cũng không có người nữ. Đại chúng để ý là tất cả những ai thành Phật là trong kinh này Đức Phật thọ ký đó mà, là cõi nước đều là bằng thất bảo hết. Nhưng mà để ý cái từ thất bảo mà trong đạo Phật gọi là bảo, là quý báo đó, là thất thánh tài, là bảy cái món của báo, là tính, tính là đức tin, giới là trì giới, văn là đa văn, là nghe kinh học đạo nè, và tàm quý là hai cái món thiện tâm sở, niệm định xả. Tàm quý nhập một, tính giới văn, tàm quý nhập một, niệm định xả, bảy cái món đó mới đạo Phật mới gọi là quý, mới gọi là thánh tài, là của báo của chư Phật chư Bồ Tát. Còn cái thất bảo mà nói đây là cốt là nói để cho mọi người, người ta có cái ý niệm là vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não là đẹp, là sạch, là sang, là quý. Cho nên Phật mới vận dụng cái ngôn từ đó mà nói cái cõi nước như vậy, để cho người ta tưởng tượng rằng cái cảnh giới của Phật là đẹp, là sang, là quý, là thanh tịnh. Chứ sự thật không phải bằng những cái thứ đó. Để ý cái từ đó, từ đây về sau đều nói như vậy hết. Bảy cái món của báo gọi là thất thánh tài của Phật là tính. Tính là tính Phật, tính Pháp, tính Tăng, tính Tam Bảo, tính tự. Tính tự là tính cái Phật tánh của mình, cái Phật chất của mình, cái Như Lai viên giác diệu tâm mình, cái thường trú chân tâm của mình, vốn là thanh tịnh bản nhiên, vốn là Phật đó. Tính tự là phải tin cái đó. Tính tha, tính tha là tin cái lời dạy bảo của Phật Pháp Tăng. Tính nhân, tính quả. Ở trong đạo Phật mà xa rời nhân quả là không phải là người đệ tử Phật. Vừa vào nhân mà biết quả, vừa vào cái nhân của người đó tạo hàng ngàn là biết cái quả ra sao. Vừa vào cái người siêng năng làm lụng thì biết là cái gia đình sẽ lần lần khấm khá. Còn vừa vào cái nhân mà thấy rằng là uống rượu, hút thuốc nè, mỗi ngày say sưa, sớm say chiều, siêu đình ngã quán nè, thì biết rằng là cái gia đạo đó sẽ không có bình an được, không có hạnh phúc được. Vừa vào nhân mà biết quả, vừa tin sự và tin lý. Tin sự là mình làm tất cả những cái việc gọi là thiện đó mà, thì nó hiện giờ không thấy, không có gì là Phật hết. Thân khẩu ý mà cho thanh tịnh, thế thì đâu có đặt vấn đề gì đâu gọi là Phật đâu. Mà chỉ cần giữ gìn thân thanh tịnh, ba nghiệp thanh tịnh, bốn nghiệp của miệng và ba nghiệp của ý mà thanh tịnh, thì anh cứ làm vậy đi, rồi tự nhiên Phật sẽ đến với anh và anh sẽ được thành thành Phật. Mà anh không cần đề cập gì về cái quả vị Phật, không cần mong muốn gì cả, mà cứ thân khẩu ý ba nghiệp cho thanh định thì tự nó ra cái quả vị Phật cho người đó.
Cho nên sự thì nó khác nhau, nhìn coi như không có gì là Phật hết. Vậy mà cái lý, chân lý nó sẽ kết quả, anh sẽ thành ra cái bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên để ý vấn đề đó, đất mà đẹp đẽ là như vậy đó. Rồi nói chuyện mà không núi đồi khe rãnh này cũng vậy. Đài thất bảo dễ đầy, cung điện của chư thiên gồm gần như không, trời người giao tiếp nhau. Trời người giao tiếp nhau là thí dụ như bây giờ đây là tất cả chúng ta nè, mà người nào mà có cái khả năng tư duy trong sáng, tâm hồn mình thanh tịnh, là trời người vẫn giao tiếp nhau ở trong một cõi đất tâm của ta. Chẳng những trời người giao tiếp nhau mà cái cõi của Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát và Phật cùng với địa ngục ngạ quỷ súc, súc sanh thông đồng với nhau, giao tiếp nhau nữa. Cái này ta học rồi, bởi vì tâm của ta là nó có khả năng tạo ra 10 pháp giới. Mà cái người mà có khả năng tỉnh thức, đừng có mê, thì lúc nào ta khởi ra cái niệm của nhân đạo, ta biết ta là đang khởi niệm nhân đạo, sống trong nhân thừa, tu tập cái pháp của nhân thừa, thì ta là nhân đạo. Rồi ta nhớ tới cái pháp tu thập thiện, ta cần tu vượt hơn cái nhân thừa, vì ta có điều kiện, nhà cửa ta về ăn mặc ở đầy đủ, ta không thiếu nữa. Thế thì ta cần đòi hỏi một cái sự an lạc thanh tịnh hơn. Thế thì là ta bỏ bớt đi những việc làm như là tài sắc danh thực thùy của thế gian, ta tiến lên cái thanh tam khẩu tứ ý tam của thập thiện nghiệp đó mà. Thế thì là lúc bây giờ cái tâm nhân thừa của ta, ta tiến lên thiên thừa, ta biết rõ. Thế thì đó là trời và người giao tiếp nhau đó. Bây giờ ta tu ngũ giới mấy lúc này là nhân thừa, là người, là ở vào nhân đạo. Bây giờ ta thấy rằng hoàn cảnh gia đình của ta có thể tu thập thiện. À vậy thì trong mỗi tháng ta tu bao nhiêu ngày thập thiện, mỗi ngày ta sử dụng bao nhiêu giờ tâm hồn thanh tịnh đó. Thế thì là trời người giao tiếp nhau là vậy đó. Nó thông đồng. Thông đồng là do ta có tỉnh thức. Tỉnh thức có nghĩa là ta nghĩ gì, ta biết ta nghĩ gì. Còn ta không có tỉnh thức á, là ta đang nghĩ những cái việc gì ta không biết. Ta nghĩ ác, ta không biết ta đang nghĩ ác. Rồi ta nghĩ thiện, ta cũng không biết ta đang nghĩ thiện. Ta sắp làm những điều tội lỗi mà ta không biết ta sắp làm điều tội lỗi. Và thậm chí cái lúc ta làm điều tội lỗi mà ta cũng không biết ta làm điều tội lỗi. Đó gọi là mê. Còn cái người gọi là tỉnh thức á, là cái người nghĩ ra một cái ý nghĩ, sắp biểu lộ ra hành động ác hay là thiện, cái người này biết rõ, gọi là người tỉnh thức. Tỉnh thức cái chữ đó cũng gọi là nói cái kiểu như cái chữ giác ngộ. Giác ngộ là giác ngộ, là cái chữ đó hơi khó hiểu, mà nói chữ tỉnh thức dễ hiểu hơn. Giác ngộ chân lý, người ta không biết giác ngộ là sao, nghe khó quá, nó ẩn nghĩa quá. Giờ nói như tỉnh thức, tỉnh thức cũng tức là giác ngộ. Đang giận bừng bừng, nghĩ rằng là từ đây tới một giờ đồng hồ nữa ta sẽ hạ độc thủ, ta hại ai đó. Mà nếu mà mình là người Phật tử mà mình có tu hành, mình có tỉnh thức á, mình biết ngay cái ý nghĩ đó và xóa bỏ nó, diệt nó ngay, hóa giải ngay, và không hạ độc thủ một giờ đồng hồ sau. Thế thì là cái hiểu biết như vậy ta gọi là tỉnh thức. Thường thường chúng ta mê nhiều á, nói gì không biết mình nói gì, nghĩ gì mình không biết nghĩ gì. Do vậy có những hành động mà mình làm mà không phải là mình chủ động, mà nó do thập tiền và thập sử tự nó ràng buộc ta, nó làm cho ta mê muội, rồi nó sai sử ta mà ta không hay. Có khi tới cái hậu quả hết sức là tai hại. Chừng đó mới tỉnh ngộ lại, mới tỉnh thức, mới biết được thì cái hậu quả nó đã đến, thì cái đó đã muộn rồi. Chúng sanh cõi ấy thần thông tự tại,
Chữ thần thông đó thì tôi nhắc với đại chúng, bất tư nghị danh di thần, nghĩa là những cái màu nhiệm không thể nghĩ ngợi gọi đó là thần. Còn vô ngại tự tại gọi là thông. Đây là định nghĩa đàng hoàng của Phật học Đại Từ Điển người ta định nghĩa. Nghĩa là những cái điều mà đáng lẽ ra mọi người trên thế gian này không có học Phật, không có tu theo đạo Phật thì ai cũng bị ngại, ai cũng bị đau khổ vì nó, ai cũng bị là trở ngại, đau khổ hoặc là chướng ngại, mà cái người này không hề bị chướng ngại, không hề bị đau khổ một cách thoải mái, mà người thường lẽ ra trong trường hợp đó chịu không nổi. Thí dụ như cái người bị người ta mắng chửi một cách thâm tệ, người thường thì không chịu nổi rồi, nhưng mà cái người mà có tu lục độ mà về nhẫn dục độ đó, mà có thí thì với nhẫn dục đó, người ta nhẫn dục một cách bình thản coi như không có gì. Thế thì đó là thần thông đó, coi như chứng thần thông rồi. Bởi vì vô ngại tự tại một cách bất tư nghị, đáng lẽ ra những sự sỉ nhục mà miệt thị đó là người thường chịu không nổi, mà ở đây á bình thản coi như không có gì hết. Thế thì là cái chịu đựng đó là cái chịu đựng cái bằng bất tư nghị, như vậy là có thần rồi, được cái thần rồi, làm cho mình không có bị đau khổ, không bị đau khổ, không có tức tràn hông như những người khác. Thế là vô ngại tự tại gọi là thông, cộng hai cái gọi là thần thông. Để ý cái này nó lợi ích dữ lắm mà. Con mắt thấy những cái hết sức bực bội, người thường bực bội lắm, sanh ra đau khổ, mà ở đây mình thấy mình không có bị đau khổ, đó là thông. Mà người thường chịu không được, mà mình thấy không có gì hết, đó là thật. Thì mắt thấy nè, tai nghe nè, mũi ngửi nè, lưỡi nếm nè, thân xúc nè, cái ý, những cái điều mà cái ý nó phân biệt nghi ngợi, mà mình để ý được những cái đó, đơn như vậy có nghĩa là lục căn của mình là được sáu phép thần thông. Lục căn của mình mà vô ngại tự tại một cách bất tư nghị như vậy là coi như mình được sáu phép thần thông, người đó sẽ an lành vô cùng, người đó sẽ sung sướng, sẽ giải thoát. Nghiệm ra cái này rồi các vị để coi, để ý rồi là chúng ta có thể, nếu mà chúng ta có khả năng tỉnh thức là chúng ta được thần thông đấy. Mà được cái đó là nó lợi dữ lắm, nó an lành dữ lắm. Cái bực bội về tiếng nghe, người ta chịu không nói mà người ta sinh đau khổ mà, mà mình nghe rồi mình hóa giải nó cách dễ dàng, không hề có đau khổ. Thế thì lợi lắm đó chứ. Chúng ta khổ vì sáu căn, chúng ta không làm chủ được sáu căn. Còn Đức Phật gọi là Pháp Vương, là vua của các Pháp, là làm chủ được sáu căn, và làm chủ được sắc trần. Sắc trần không lôi cuốn, tự tại vô ngại, làm chủ được những cái âm thanh bất bình, bất mãn, hoặc là những âm thanh nó chiều theo ý muốn ta, nó mê hoặc ta, mà ta bị thua đi, thế là ta không được thần thông về cái nhĩ căn. Những cái sắc nó có khả năng cám dỗ ta mà ta không cưỡng lại được, ta không có sức để mà hóa giải nó, để chinh phục nó, để thắng nó, thì ta bị ngại, ta không được thần thông về mắt. Thế thì lục căn cũng vậy. Cho nên là chúng sanh cõi ấy thần thông tự tại, chí nguyện bền chắc. Thành ra Mục Liên hồi xưa mà gọi là chứng được sáu pháp thần thông đó là dựa trên lục căn, có khả năng tỉnh thức, làm cho khi mà thấy sắc, con mắt thấy sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân thì xúc chạm, ý thì tư duy, mà được tự chủ tự tại, có khả năng hóa giải, không để cho nó tác động, nó hoành hành đau khổ,
bởi lục căn và lục trần. Thế thì chúng ta được 6 món thần thông đó. Còn cái thần thông mà đòi đi trên mặt nước rồi này kia, đừng có đòi cái đó. Lặn dưới đáy biển cũng không cần đòi, có tiền là đi được thôi. Bay lên trời cũng vậy, có tiền là đi được thôi. Mà đi được vẫn cứ đau khổ, lặn dưới biển cũng cứ đau khổ, thế thì cái đó không có lợi ích. Mà 6 phép thần thông mà tôi nói nãy giờ đại chúng để ý coi, các vị mà tỉnh thức được là các vị sẽ an lành, trong cuộc sống an lành lắm cơ. Chứ còn đây qua Thủ Thiêm mà đi ra là Sài Gòn thì có 2000 bạc, qua bờ Thủ Thiêm cần gì mà phải tu luyện thần thông để đi trên mặt nước chứ. Đây ra Hà Nội đi 1 tiếng rưỡi đồng hồ là có 900 ngàn, thì làm ra 900 ngàn thì đi máy bay lên trời đi. Mà đi trên đó vẫn khổ mà. Mà cái đạo Phật là cái đạo diệt khổ, cái đạo cứu khổ, chứ không phải cái đạo mà cần bay lên hay không, không cần lặn dưới nước. Chúng sinh cõi đó là chí nguyện bền chắc, tinh tấn và chí nguyện bén nhạy, tinh tấn và trí tuệ. Nhân dân nước ấy thường sử dụng 2 cách ăn, một là thiền diệt thực, hai là pháp hỷ thực. Đạo Phật mà nói cho rõ hơn nữa là ngoài 2 cách ăn này ra nó còn 4 cách ăn nữa. Thiền diệt thực tức là những cái người mà ở trong thiền định, nó đem lại một cái sức sống rất an lành, từ thể chất tới tinh thần rất là an lành. Thành ra cái những cái lúc mà ngồi thiền đó, tu chỉ tu quán đó, nó đem lại sự an lành, nó trốn dưỡng cái khả năng, cái nghị lực của thân của tâm dữ lắm, cho nên ta gọi là thiền diệt thực. Hai là pháp hỷ thực. Thí dụ như là trong đại chúng mà nghe vậy nè, nghe kinh vậy nè, mà nghe mà nó hợp với các vị, mà các vị tiếp thu được đó, nó đem lại một sức bổ dưỡng cho tinh thần ghê gớm lắm. Nó nhẹ nhàng, nó quăng cái gánh lo toan ưu bi sầu muộn thì nó hết đau khổ. Mà tâm mà nó hết đau khổ thì cái thân của mình nó cũng khỏe mạnh theo. Cho nên là ăn bằng cái nghe pháp này nè, gọi là pháp hỷ thực này nè, thì nó cũng khỏe cả tinh thần, cả cái tinh thần nó khỏe, mà khỏe cả thân, cả vật chất. Rồi còn một cái nữa tôi giới thiệu lượt qua là cái xúc thực, cái đoàn thực. Đoàn thực là chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta ăn hàng ngày. Mà nếu chúng ta không có cách nhìn mà cũng không hiểu về vệ sinh, hoặc là có hiểu về vệ sinh mà cái cách nhìn của ta không sâu sắc được, ta không thấy được những cái đồ ăn mà nó có cái chất độc, thì ta ăn cái đoàn thực bằng ngón, bằng mắt, bằng nấm, bằng miệng, bằng tô, bằng muỗng mình ăn thường đó, gọi là đoàn thực, thì ta sẽ bị trúng độc giống như bên Nhật Bản bây giờ. Bên Nhật Bản giờ nó 4-5 triệu người trúng độc. Thành ra cái ăn là cốt để nó trưởng dưỡng thân, mà thân là vật chất, còn tâm là tinh thần ở bên trong. Nhưng mà nếu chúng ta ăn không khéo, ăn độc, ăn phải độc tố thì nó tàn phá cơ thể. Mà tàn phá cơ thể mà nó làm cho con người yếu cơ thể thì là tinh thần cũng bị yếu theo. Ngược lại, cái món ăn xúc thực là món ăn tinh thần, mà nếu chúng ta khéo bồi dưỡng nó, chẳng hạn như xúc về lỗ tai này, chúng ta đang nghe pháp rồi, vừa là pháp hỷ thực mà cũng vừa là xúc thực. Chúng ta nghe những cái điều mà chúng ta thấy nó thoải mái, nó an lành, chúng ta hóa giải được phiền não vô minh. Thế thì là ăn về bên cái con đường vào lỗ tai này, nó làm cho tâm hồn chúng ta thoải mái, thanh tịnh, trong sạch. Từ đó mà thân của chúng ta cũng an. Còn thí dụ như là chúng ta nghe những cái điều mà bất bình, bất mãn, nghe những chuyện dâm ô thác loạn, nó bực bội bằng cái con đường lỗ tai, thì
cái tinh thần ta bị cao có, bị quạo quọ, thậm chí bị khổ đau, thì thân của chúng ta nó bị suy cũng bị suy thoái theo. Do nên là cái ăn của đạo Phật cái này, đây là thiền diệu thực nha, pháp hỷ thực nha, là hai nha. Rồi đoạn thực là mình ăn hàng ngày đó, ăn tất cả cái gì cũng được, mà ăn nhai bằng miệng, nuốt vô trong cổ, vô trong bao tử, bằng vật chất cụ thể, gọi là ăn đoạn thực. Thế thì trong cái ăn nào cũng có độc tố và sinh tố, chúng ta phải loại bỏ độc tố, mà chúng ta phải ăn như thế nào để mà mình gạn lọc, mình ăn sinh tố thôi, ăn chất bổ thôi. Bạn khéo là ăn độc tố. Giống như Nhật Bản bây giờ mấy triệu học sinh, kể cả người lớn, bị độc hết. Đoạn thực nè, rồi xúc thực. Cái xúc thực này rất là rộng. Chỉ xúc đây có nghĩa là giữa căn nó xúc đối nhau. Cái xúc thực này có thể nó đi qua tới 6 đường, nó ăn, nó tiếp thu vào trong con người của ta tới 6 ngõ. 6 ngõ là cái ngõ về mắt. Nếu mà coi những cái phim mà có tính cách ác đức, các vị sẽ thấy hoặc là bực bội, hoặc là đau khổ, hoặc là nó nhuộm cái tâm của mình, nó trở thành ác đức theo. Thế là rất là hại. Ngược lại ta coi những cái phim, những cái tuồng, những cái vở kịch trên TV mà nó có tính chất xây dựng, đa số là xây dựng, thế thì nó bồi bổ, đó là cũng gọi là cách xúc thực. Nó bồi bổ cho ta cái đạo lý gì đó, nó chứa đựng cái triết lý gì đó. Thì về lỗ tai cũng vậy, ta nghe những cái điều mà bất bình bất mãn, nó sinh cho đau khổ cho ta. Ta nghe những cái điều mà nó có tính chất giải thoát giác ngộ, xây dựng sự lợi ích cho mình, cho người, cho xã hội, thì nó sẽ đem lại sự an lành cho tâm ta. Thế thì nó đi vào thứ hai là nó ăn, cũng là cái cách xúc thực, nó đi vào cái ngã lỗ tai. Mũi lưỡi thân và ý cũng vậy. Cho nên cái việc này là chúng ta để ý đó, để ý vấn đề mà coi tivi là cũng cách xúc thực đó nha. Để ý cái tuần nào nó áp đức quá đừng coi, tuần nào nó có vẻ thất lạc quá, hoặc là nó đánh, nó đấm, nó chém, nó giết đó, coi cái đó nó căng thẳng thần kinh, không có lợi, đừng có coi. Nghe cũng vậy, nghe những cái bản nhạc mà nó không bồi bổ, mà nó ru hồn, nó ru hồn, nó làm cho người ta tê liệt. Tê liệt cái giống như là những cái bản nhạc mà của Thúy Kiều, gọi là khúc bạc mạng. Sáng tác cái khúc bạc mạng nghe mà làm cho người ta nghe mà là khi thì vò chín khúc, khi thì trao đôi mài, nghe nó não lòng, nó đứt ruột. Thế thì cái nhạc đó đã làm cho con người yếu đuối. Để ý về các cái thứ này nè. Thành ra ta định nghĩa cái chữ thực không có phải là chỉ bỏ vô miệng ăn. Chữ thực có nghĩa là đem những cái chất liệu mà nó làm cho nó nuôi sống con người. Chữ thực của đạo Phật ta định danh như vậy đó. Cái chất liệu mà nó làm cho con người, thân tâm con người khoan khoái, tăng trưởng lên cái sức sống, gọi là thực. Còn bình thường bình dân của mình, mình hãy nói tới ăn là mình nghĩ rằng là phải có cái gì đó đưa vô miệng rồi cắn rồi nhai rồi nuốt, gọi là ăn. Mà đạo Phật người ta định nghĩa không phải vậy. Chứ thực có nghĩa là ăn, mà ăn đây nghĩa là cái gì mà nó có cái chất, cái tính chất làm tăng trưởng cái sự sống, cái sự an lành, sự mạnh khỏe cho thân, cho tâm, bồi dưỡng cho thân tâm, thì gọi là ăn. Do vậy mà cái ăn của bình thường đó gọi là đoàn thực, cái giá trị nó không có bao nhiêu. Cái giá trị của nó cũng có giá trị là, hay nói ta ăn sinh tố thì nó cũng bồi bổ, mà ta ăn nhầm độc tố nó cũng có thể hại. Ngoài ra
Tôi nói nó không có bao nhiêu, có nghĩa là ngoài ra nó còn 6 cách ăn nữa, nó đi vào 6 ngõ, là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 6 cách ăn. Ngoài 6 cách đó ra, nó còn nó đi 6 ngõ đó mà, nó còn cái thiền diệt thực và pháp hỷ thực, nó làm cho con người an lành, khoan khoái, đi tới chỗ giải thoát. Bồ Tát cái cõi của Phật Phú Lô Na thành Phật gì Pháp Minh, Bồ Tát cõi nước của Đức Phật Pháp Minh đó đông vô số, thanh văn cũng vậy. Nước Phật tên là Thiện Tịnh, kiếp tên là Bửu Minh. Để lặp lại nghĩa trên, Đức Phật nói một bài kệ. Bài kệ ở đây lược à, bởi vì Kinh Pháp Hoa nó có nhiều bài kệ, một phần nhiều là bài kệ gọi là trùng tụng. Trùng tụng tức là lặp lại cái mà mình vừa học đó, lặp lại cái, coi như tóm yếu lại, tóm lại cái văn trường hàng mà mình vừa đọc. Cho nên ở đây là lược bớt để cho nó khỏi có mất thời giờ, vì cái này là mình soạn để cho người học mà. Bây giờ 1200 vị La Hớn, những vị tâm được tự tại nghĩ rằng nếu Phật đều thọ ký cho mình như đã thọ ký cho các vị đệ tử lớn thì sung sướng biết bao. Đức Phật biết tâm niệm đó, bèn lần lượt thọ ký cho 500 vị A-la-hán, trước hết là Tỳ Kheo Kiều Trần Như, và tất cả đều sẽ thành Phật đồng một hiệu là Phổ Minh. Coi như 500 đều thọ ký thành Phật hết, ngũ bách đệ tử thọ ký, thọ ký hết một lượt 500 vị đệ tử A-la-hán thành Phật cùng một hiệu là Phổ Minh. Phổ Minh tức là truyền bá cái ánh sáng chân lý khắp cùng cho mọi người. Là như nói hồi nãy, tại vì trong mọi người Phật chất sẵn có rồi, vì mọi người là Phật, cho nên Phật mới thọ ký, chứ không phải là do uy quyền thế lực của Phật ban cho đệ tử mình. Mà Phật nói cái chân lý tất yếu, vì mọi người là Phật, cho nên người ta tu hành rồi người ta sẽ trở về với cái bản môn của người ta, nghĩa là cái Phật chất vốn có của người ta. Cho nên Phật thọ ký vậy đó, chứ không phải là vì thương mà ban cho một số nào. Được thọ ký xong, 500 A-la-hán vui mừng lễ Phật thưa: Bạch Thế Tôn, từ trước tới nay chúng con cứ tưởng là mình được diệt độ rồi, nay mới biết chúng con vô trí. Vì sao vậy? Vì đáng được cái trí tuệ của Như Lai mà cứ bằng lòng với cái trí nhỏ của mình cho là đủ. Rồi các vị đồng tâm trình lên Phật một thí dụ. Đây là bộ môn thí dụ nữa đây. Trong kho tàng Phật báo chúng con mới được một phần mà tự cho là đủ, chẳng khác một người nghèo đến chơi nhà bạn thân giàu lớn. Tiệc rượu xong, anh nghèo say vùi nằm ngủ. Bạn giàu vì có việc đi xa gấp, bèn lấy một viên ngọc vô giá buộc vào vạt áo của bạn say để tặng. Hết say anh nghèo ra đi, không ai trong người có ngọc. Đến một nước khác cầu y cầu thực, làm ăn vất vả, mỗi khi được một ít của cải tự cho là đủ, không dám mong một tình cảnh tốt đẹp hơn. Về sau anh bạn giàu gặp trở lại anh bạn nghèo, thấy bạn không khổ quá mới trách: sao không dùng cái viên ngọc trong vạt áo để mà kinh doanh, tạo cho mình một cuộc sống giàu sang hơn. Chừng ấy anh nghèo mới hay là mình giàu, liền dùng vốn ấy mà kinh doanh và trở nên giàu có. Các vị A-la-hán kết luận: chúng con cũng như vậy. Từ lâu xưa Thế Tôn thường giáo hóa cho, vậy mà Thế Tôn đã gieo trong lòng chúng con cái hạt giống đại thừa vô thượng chánh đẳng chánh giác, thế mà chúng con vô trí không hay không biết, được chút phần niết bàn cho là đã đủ rồi.
kinh này thì cái mục đích từ đầu tới cuối là nhắc nhở và động viên mọi người cố gắng tu hành để mà thành Phật. Qua cái ví dụ này cũng y như vậy. Từ lâu rồi Phật vẫn có dạy cho về giáo lý Đại Thừa đó chứ, để tu hành thành Phật đó chứ. Vậy mà quên đi, không ai không biết. Giống như là cái lúc đó mà là cái người nghèo, cái người say rượu mà bạn tặng cho cái viên ngọc minh châu vô giá như vậy mà không biết sử dụng, để cho nghèo khổ lang thang. Rồi người bạn chừng gặp lại thì mới nhắc lại lần nữa, mới phát hiện ra được cái viên bảo châu vô giá để mà tiến lên trở thành người giàu có. Thì chúng ta đây cũng vậy, hàng thanh văn duyên giác cũng như phàm phu chúng ta cũng vậy. Trong kinh điển Phật dạy cho tiểu thừa vẫn có cái mầm của đại thừa, vẫn xây dựng cái chí hướng thành Phật cho mọi người đó chứ. Vậy mà vì say, vì mê muội, vì ham những cái pháp nhỏ, không tiếp thu được cái tư tưởng đại thừa, rồi tưởng đâu là mình chỉ được thọ dụng cái pháp của tiểu thừa vậy thôi. Tới chừng giờ đây, giờ đây là Phật mới nhắc lại, cũng giống như là cái người bạn giàu gặp trở lại, mới nhắc cho về cái viên ngọc đã tặng lúc trước. Thế thì lúc bây giờ mới có thể trở thành ra là cái người giàu có, vì bây giờ mới biết sử dụng cái viên ngọc mà của người bạn cho mình. Cho nên là từ lâu chúng con là vô trí mà không biết dùng cái học giống đó, cái học ngọc đó. Được chút phần niết bàn cho là đủ rồi, không cần gì nữa. Nay Phật giác ngộ cho chúng con dạy cho biết, phải được Phật tuệ vô thượng mới thật là diệt độ. Mục đích của Đức Phật là dạy cho tất cả mọi người thanh văn là phải được cái trí tuệ Phật vô thượng bồ đề mới thật là diệt độ. Hôm nay hết cái nguyên văn này tới đây ngừng được rồi.